Sở hữu IQ thần đồng là thiếu gia đắt giá hàng đầu showbiz Hàn, Kang Dong-won vẫn bị chị đẹp Song Hye-kyo từ chối. Nhắc đến Kang Dong-won, người ta dễ dàng gọi tên anh với vô số những mỹ từ ngọt ngào. Anh được xem là người đàn ông sở hữu nhan sắc số 1 showbiz Hàn. Sống mũi thẳng, đôi mắt có chiều sâu cùng xương hàm hoàn hảo, Kang Dong-won dường như được cuộc đời ưu ái cho một ngoại hình vô cùng hoàn hảo. Trong suốt sự nghiệp của mình, Kang Dong-won gần như chưa từng có scandal. Đây cũng chính là lý do mà nam tài tử nhận được sự yêu thích và tôn trọng của fan hâm mộ. Cuộc sống kín tiếng không thị phi giúp Kang Dong-won trở thành ngôi sao bí ẩn đối với mọi người. Rất nhiều người tò mò về đời sống tình ái của nam tài tử, người sở hữu khuôn mặt hoàn hảo cùng sự nghiệp vô cùng đình đám. Kang Dong-won là hình mẫu trong mơ của các cô gái, là người mà không chỉ fan hâm mộ và cả các mỹ nữ trong showbiz đem lòng thầm thương trộm nhớ. Không ít nữ nghệ sĩ bày tỏ sự yêu mến đối với Kang Dong-won nhưng không được nam tài tử đáp lại. Tin đồn tình ái của Kang Dong-won dường như vô cùng ít ỏi. Một trong số các cô gái đó chính là Song Hye-kyo, nàng ngọc nữ đắt giá của showbiz Hàn. Song Hye-kyo và Kang Dong-won từng là cặp đôi hoàn hảo của showbiz. Nếu nàng là nữ hoàng phim truyền hình thì chàng cũng là ông hoàng phòng vé. Không chỉ tương xứng về đẳng cấp, quyền lực, cả hai lại là hội tụ của visual. Một điều đặc biệt hơn, thời điểm đó Kang Dong-won và Song Hye-kyo cùng công ty quản lý UAA. Song Hye-kyo và Kang Dong-won từng có duyên hợp tác với nhau trong hai bộ phim Camellia và My Brilliant Life. Nhiều người tin rằng cả hai tồn tại cảm xúc tốt đẹp nhưng chưa từng tiết lộ. Thời điểm đó có không ít thông tin cho rằng Kang Dong-won thật sự say mê Song Hye-kyo, anh chàng bị cuốn hút bởi sự dễ thương ngọt ngào và trong sáng của cô nàng họ Song. Còn Song Hye-kyo cũng từng nảy nở rung động trước Kang Dong-won. Bản thân Kang Dong-won cũng nhiều lần thổ lộ việc thật sự bị choáng ngợp trước nhan sắc của Song Hye-kyo, điều mà anh ít khi bày tỏ. Mỗi lần có dịp xuất hiện cùng nhau, Kang Dong-won cũng vô cùng chăm sóc và tinh tế với bạn diễn. Theo một số thông tin được đồn thổi, Kang Dong-won đã ngỏ lời với Song Hye-kyo nhưng không nhận được sự đồng ý của người đẹp. Bởi lúc ấy cô nàng vẫn đam mê với sự nghiệp, sợ rằng chuyện yêu đương bị ảnh hưởng. Tuy nhiên cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp cho đến khi Song Joong-ki xuất hiện. Thời điểm Song Hye-kyo và Song Joong-ki bắt đầu có thông tin hẹn hò cũng là lúc Kang Dong-won rời UAA gia nhập YG Entertainment. Có thông tin cho rằng Kang Dong-won không muốn ở cùng công ty với Song Hye-kyo nữa để chấm dứt mối tương tư của mình với người đẹp. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán từ phía người hâm mộ mà thôi. Sau Song Hye-kyo, Kang Dong-won cũng không có những thông tin hẹn hò khác. Với cô gái nào, anh cũng giữ khoảng cách nhất định để tránh những tin đồn không đáng có. Có giai đoạn Kang Dong-won dính tin đồn hẹn hò với Han Hye-joo. Mặc dù vậy, Kang Dong-won không để cho tin đồn này tồn tại quá lâu. Anh đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận thông tin. Ở tuổi 41, Kang Dong-won vẫn một mình lẻ bóng, anh dành nhiều thời gian cho những thú vui của mình. Mới đây, những đoạn video ngắn về cuộc sống của Kang Dong-won cũng được chia sẻ lên YouTube. Nam tài tử thích thú với những khoảng thời gian ở trong nhà kho, xưởng đồ gỗ, với những món đồ thủ công do chính tay mình thiết kế và làm ra. Nam diễn viên cũng tiết lộ, việc học tập tại khoa cơ khí của trường đại học xưa kia cho anh rất nhiều niềm đam mê với việc thiết kế. Kang Dong-won sinh năm 1981 trong một gia đình giàu có và bề thế. Từ nhỏ, Kang Dong-won đã được cho theo học ở những ngôi trường quý tộc với mức chi phí không hề nhỏ. Nam tài tử từng tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư cơ khí của Đại học Hanjan cùng chỉ số IQ 137 ở ngưỡng thần đồng. Có nhiều thông tin xoay quanh Kang Dong-won cũng như gia thế bí ẩn của anh chàng. Chưa từng một lần xác nhận hay lên tiếng về gia thế của mình, nhưng theo những câu chuyện được chia sẻ, nhiều người tin rằng Kang Dong-won chính là cậu thiếu gia hàng thật giá thật của showbiz. Có thông tin tiết lộ rằng Kang Dong-won vốn là con trai phó chủ tịch tập đoàn đóng tàu lớn thứ hai của Hàn Quốc SSB. Mặc dù Kang Dong-won vô cùng kín tiếng và chưa từng phô trương về gia thế của mình, nhưng những câu chuyện thâm cung bí sử về sự giàu có của nam tài tử vẫn luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong suốt nhiều năm bước chân vào showbiz, Kang Dong-won chưa từng đánh mất đi vị thế của mình dù khá lười đóng phim. Ở anh hội tụ tất cả những điều mà một ngôi sao hàng đầu sở hữu: ngoại hình, niềm đam mê diễn xuất và kính nghiệp, khả năng chọn lựa kịch bản và đặc biệt là khả năng tạo nhiệt. Sau một thời gian nghỉ ngơi dài hơi, sắp tới đây Kang Dong-won sẽ trở lại với bộ phim Broker, bộ phim Hàn Quốc đầu tiên được thực hiện bởi đạo diễn người Nhật Bản Kore-eda Hirokazu, người đã giành giải Cành Cọ Vàng tại liên hoan phim Cannes 2018 với Sharp Lifter.